Kính bạch sư cho con hỏi vào ngày trai giới Bồ Tát. Tát Bồ Tát, tát chữ T nha. Con không đến chùa được, con chỉ ở nhà phát nguyện quy y và giữ gìn tám giới. Như vậy có được không? Cái này sư đã nói rất là nhiều, nói rất là nhiều rồi. Ha. Nó giống như mình đói bụng là mình phải ăn cơm. Nhưng mà bây giờ mình nghèo quá, mình kẹt quá thì mình uống nước gạo cầm hơi thì cũng được, tức là mình không tới mức là mình chết đói, nhưng cái nước gạo cầm hơi đó nó chỉ là cái chuyện bất đắc dĩ lắm thì mình mới phải xài thôi. Cái chuyện mà chúng ta đến chùa chúng ta quy y á, thọ giới á, nó giống như là mình đói thì mình ăn cơm vậy. Còn cái chuyện mà mình ở nhà rồi mình tự mình thọ giới á, à, thọ bát quan á, thì nó cũng giống như là kẹt quá thì thôi uống đỡ nước gạo nha. Cho nên là được thì có được, nhưng mà khuyến khích thì không có. Con giữ giới không nghe múa nhạc, nhưng kế bên nhà con người ta cứ hát nhạc hoài, con rất khó chịu, như vậy có bị phạm giới hay không? Trong bát quan trai giới có cái giới là không nghe nhạc. Nhưng mà cái sự nghe nhạc đây á, là khi mình chủ động mình nghe nhạc. Còn khi mình bị động nghe nhạc á, thì không sao. Với điều kiện là mình không chú ý nghe và mình thưởng thức. Ví dụ như mình nghe nhà hàng xóm mở nhạc. Ban đầu nó chưa có vấn đề gì. Nhưng nếu như họ mở một bản nhạc nào đó mình thích á, và mình nghe với cái ý thưởng thức thì khi đó là mình thư giới. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và đó là lý do tại sao mà đúng ra đó là vào những ngày thọ bát quan trai giới là chúng ta phải ở chùa. Ở chùa nó có điều kiện tu hơn. Chứ còn ở nhà đó thì nó rất là khó. Và không biết sư nói bao nhiêu lần rồi, không biết có ai nhớ hay không. Bát quan trai giới không đơn giản chỉ là mình giữ tám giới không phạm là đủ. Bởi vì cái kiểu đó là cái kiểu giữ giới của người chăn bò. Mà chúng ta phải dành thời gian để chúng ta thực hành pháp, các cái đề mục tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên. Hoặc là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, hoặc là tứ niệm xứ. Đấy. Và chúng ta không có làm việc, không có làm việc, ngay cả việc nhà cũng dẹp qua một bên luôn, hoàn toàn tập trung vào cái chuyện tu thì đó mới tính là một ngày bát quan. Chứ còn mình thì vẫn nấu nướng, vẫn làm việc nhà, thậm chí vẫn đi làm á, thì nó chỉ là cái kiểu giữ giới của người chăn bò, chứ nó không có đúng cái tinh thần bát quan trai giới.